Cô xin chào các em học sinh khối lớp 7. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn ôn tập để các em chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ 2 môn địa lý. Về nội dung ôn tập, các em sẽ có 2 phần. Phần 1 là lý thuyết. Các em sẽ học ôn các bài 47, bài 48, bài 51 và bài 52. Phần 2 kỹ năng. Các em sẽ học ôn các bài 48 và bài 51. Cô cùng các em sẽ bước vào phần 1 lý thuyết. Câu 1. Trình bày đặc điểm khí hậu của châu Nam Cực. Câu 2. Trình bày khí hậu, thực vật, động vật của châu Đại Dương. Câu 3. Trình bày vị trí địa lý của châu Âu. Câu 4. Trình bày đặc điểm môi trường ôn đới hải dương. Câu 5. Trình bày đặc điểm môi trường ôn đới lục địa. Tiếp theo, cô cùng các em sẽ đi sang phần 2, kỹ năng. Bài 1. Dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 25, giải thích vì sao phía Tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía Đông. Để trả lời cho câu hỏi này thì các em sẽ dựa vào những yếu tố về tự nhiên như dòng biển và gió. Các em quan sát ở phía Tây châu Âu có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và hoạt động của gió Tây ôn đới. Vậy thì ven biển phía Tây châu Âu chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ôn đới nên khí hậu ấm áp và có mưa nhiều. Ở phía đông, ảnh hưởng của biển yếu đi nên lạnh và khô hơn. Bài 2. Dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 21, em hãy kể tên các hoang mạc, sa mạc và đỉnh núi ở lục địa Australia. Dựa vào tập bản đồ, trang 21, các em có thể kể tên được những hoang mạc, sa mạc và đỉnh núi ở lục địa Australia. Về hoang mạc và sa mạc, gồm có hoang mạc Tanami, hoang mạc Simpson, hoang mạc Victoria lớn, sa mạc Gibson, sa mạc lớn. Về đỉnh núi thì có đỉnh núi Kimberley, đỉnh núi Rupser và núi Kosciuszko. Bài 3. Dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 23, em hãy kể tên các trung tâm công nghiệp ở châu Đại Dương. Quan sát vào tập bản đồ thì các em có thể thấy được các trung tâm công nghiệp được ký hiệu bằng những vòng tròn màu đỏ. Các em có thể kể tên các trung tâm gồm có Brisbane, Sydney, Melbourne, Geelong, Adelaide, Perth, Auckland, Wellington. Và đây là các trung tâm công nghiệp ở châu Đại Dương. Bài 4. Dựa vào tập bản đồ địa lý 7, trang 24, em hãy kể tên các dãy núi ở châu Âu. Quan sát vào lượt đồ, các em có thể kể tên được các dãy núi ở châu Âu, gồm dãy Scandinavia, dãy Alps, dãy Carpath, dãy núi Pyrenees, dãy núi Apennine, dãy Balkan, dãy Kafka và dãy Ural. Và đây là các dãy núi ở châu Âu.